Xin chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ, thời tiết vẫn ổn định trong 2 ngày tới khi trời khô ráo, ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên mức từ 27 cho đến 30 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi dịp cuối tuần. Vào thời điểm đêm và sáng sớm sẽ xuất hiện sương mù rải rác, có nơi sương dày, tập trung ở vùng núi và ven biển làm tầm nhìn giảm xuống thấp. Mọi người cần chú ý khi tham gia giao thông trong thời gian này. Dự báo là vào khoảng đầu tuần tới sẽ xuất hiện một khối không khí lạnh với cường độ khá mạnh, khiến nền nhiệt toàn miền giảm thêm từ 3 cho đến 4 độ, trời chuyển rét. Đặc biệt là một số nơi ở vùng núi cao như là tại Trùng Khánh ở Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn hay là tại Sapa, Lào Cai, nhiệt độ có thể giảm xuống mức rét đậm từ 13 cho đến 15 độ, nên bà con các khu vực này cần biện pháp chủ động che chắn cho vật nuôi và cây trồng. Với các tỉnh miền Trung thì do vẫn còn chịu ảnh hưởng của đới gió đông trên cao, thời tiết vẫn có sự phân hóa trong 2 ngày tới. Cụ thể là tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì có tiết trời khô ráo, trong khi từ Đà Nẵng trở vào mưa dông vẫn còn duy trì trên diện rải rác. Nhiệt độ của toàn vùng vẫn ổn định dưới mức là 32 độ, nhiều nơi chỉ còn là từ 29 cho đến 30 độ, nhìn chung thì thời tiết 2 ngày cuối tuần khá mát mẻ. Sau đó thì khoảng từ ngày 30 khi đới gió đông bắc tăng cường xuống kết hợp với địa hình, đồng thời thì đới gió đông trên cao hoạt động mạnh hơn nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng và tập trung tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, bà con cần đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh trong cơn dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Với các tỉnh phía Nam thì hiện giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang chi phối thời tiết tại đây. Trong những ngày tới thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện một vùng thấp ở khu vực quần đảo Trường Sa, sau thì có thể mạnh lên và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở phía Nam. Dự báo là 2 ngày 30 và ngày 31 tháng 10, do ảnh hưởng của vùng xoáy áp thấp, các tỉnh đất liền ở phía Nam, đặc biệt là khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, kèm theo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Vì vậy, quý vị và các bạn cần hết sức cảnh giác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến nắng ráo, không mưa. Tuy nhiên, thì từ ngày 29, thì gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần lên cấp 6 và tiếp tục mạnh thêm lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 trong ngày 30 gây biển động. Sóng biển cao từ 3 cho đến 4 mét, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới và nhiều khả năng một vùng thấp sẽ xuất hiện và mạnh lên nên các vùng biển phía Nam sẽ có biến động. Tàu thuyền chú ý không ra khơi để đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Như vậy thì Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh và chuyển rét từ đầu tuần sau. Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác về đêm ở phía Nam đèo Hải Vân trở vào. Tây Nguyên phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng, còn tại Nam Bộ thì vẫn duy trì mưa dông, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm ở khu vực miền Tây. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 10 của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!